Má đã má ơi. Ê bỏ đâu má. Rớt cái giờ nè. Ôi má đã. Vâng, và xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đổi gió sang chúng ta nuôi một cái loài động vật cặm nhắm nha. Và trước mắt tất cả các anh em đây đó chính là những con chuột mai. Thì nói mai cũng không đúng, nó thật ra là mouse. Phát âm tiếng Anh của mình nó có vẻ là hơi tệ, cho nên mong là các nhà bác học có thể là bỏ qua cho mình nha. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái duyên mà để mình bắt đầu mình nuôi những con chuột này thì nó bắt đầu từ ông anh của mình. Ông anh mình ổng xem video của anh Hoài TV thì ảnh thấy những con chuột rách mà anh ấy nuôi á, nó dễ thương quá, nó thông minh quá trời quá đất luôn. À thì bắt đầu cái ổng gửi cái link mà về video của anh ấy qua cho mình. Cái ổng dụ mình nuôi anh em à. Thì ổng nói là cái nào là cái con này nó thông minh dữ lắm, nó thông minh hơn chó nữa kìa. Thì mày nuôi đi ở đây anh bảo kê cho. Mai mốt á, mà tụi này nó đẻ nhiều quá anh em mình nuôi không nổi á, thì một á, là anh em mình bán cho người ta, còn không á, thì tụi mình đập đầu cho nó, tụi mình làm xào gạo găm ăn. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao. Và cuối cùng thì sau một vài phút suy nghĩ thì cuối cùng anh em mình quyết định là đặt mua một vài chú chuột về đặt nuôi chơi. Nhưng mà có một cái là hơi dở lúc mà anh em mình mới bắt đầu, đó là mình chưa phân biệt được con chuột mai, ý là con chuột mau á, nó chính là chuột nhắt, còn con chuột gát nó mới là con chuột mà anh em chúng mình cần phải nuôi. Nhưng mà cuối cùng thì lỡ đặt nuôi rồi sao giờ, cuối cùng vỡ lẽ ra bốn đứa nó nhèo nhóc như thế này nè. Trời đất ơi, tụi nó quậy mà sám hồn luôn mọi người ơi. Yeah boy. Và như anh em chúng ta biết rồi đó, một khi mà anh em chúng ta nuôi những cái con đầu tiên á thì bắt đầu giống như là chúng ta bị ghiền vậy đó, anh em bắt đầu chúng ta mua thêm rất là nhiều cái con sau nữa. Và sau một vài phút nông nổi thì mình đã nhận nuôi thêm một con chuột rát nữa. Hên là ông anh mình ổng cản lại kịp, ổng nói để từ từ đi, có gì mai mốt tới tao mua cho. Mày mua quá trời rồi, chừng nữa sao mà nuôi hết được. Đó, không rồi là mình quất thêm một cặp luôn rồi. À, nhưng mà bây giờ quay lại trở lại cái chủ đề chính nha. Thì cái lý do mà tại sao mình nuôi cái con này, đó là mình nghe là ông anh mình nói là nó thông minh hơn cả chó luôn. Thì mình mới cảm thấy lạ là ở tại sao mà con chuột thôi mà nó lại thông minh hơn cả con chó. Và thế là mình bắt đầu mình tìm hiểu thật. Và cuối cùng là mình thấy thật ra là con chuột này, cái mức độ thông minh, cái IQ của nó phải là rất là cao luôn anh em ơi. Và đối với anh em nào mà chúng ta muốn có một cái con vật mà nó quý mến bản thân mình, chúng ta đi tới đâu thì nó đi tới đó, và hãy gọi là nó cực kỳ thông minh, chúng ta có thể là huấn luyện nó làm nhiều trò, thì chúng ta có thể là bắt đầu với con chuột này. Bởi vì y chang như một con chó, thì chú chuột này nó có thể là làm tất cả những cái trò mà một con chó nó có thể là khả năng nó làm được. Nhưng mà thêm một cái điểm cộng nữa là chú chuột của chúng ta, cái không gian mà nuôi á, nó không có lớn như là những chú chó. Và chúng ta chỉ cần một cái khoảng không gian nhỏ thôi là chúng ta đã có thể là nuôi chú chuột của mình rồi. Thì như anh em thấy á, trong cái video của mình thì mình sử dụng cái thùng nhựa này đặng mình nuôi đỡ cái chú chuột của mình ở trong đây. Nhưng mà một vài ngày sau đó mình sẽ mua một cái lồng lưới lớn hơn, thì chắc là sẽ tầm từ 50 đến 60 xăng gì đấy, đặng mình đựng chú chuột rát của mình, để cho bé nó có nhiều cái không gian mà vận động nhiều nhất có thể. Khi mà mình không có tiếp xúc nhiều với bé thì trong cái khoảng thời gian mà chán đời đó thì nó muốn làm gì nó làm, miễn là nó đừng tự sát là được. Nice. Và nói từ nãy tới giờ thì mình chưa có nói đối với anh em là một cái điều là cái xuất thân của chuột gát này, đúng không nào? Thì cái nguồn gốc của con chuột gát này là nó từ đâu ra và tại sao chúng ta gọi nó là chuột gát? Thì đơn giản thôi anh em, trong tiếng Anh á, cái từ gát nó có nghĩa là một con chuột lớn. Nhưng ở trong tiếng Việt của chúng ta, ở miền Nam mình đi, thì anh em chúng ta có thể hiểu đó là chúng ta gọi nó là một con chuột cống. Anh em nhìn con chuột mình đang cầm trên tay nè, nó y chang con chuột cống mà chúng ta thấy ở ngoài đường, ở trong cống, ở trong nhà tắm, ở trong kho bếp của chúng ta luôn. Chứ nó không khác gì hết, ngoại trừ là cái bộ lông của con chuột này nó đã được lai tạo đi, khác biệt so với cái màu đen mung của con chuột cống ở nằm ở trong hang hốc hay trong nhà của chúng ta ha. Và cũng chính bởi vì là những con chuột này nó đã được con người chúng ta lai tạo đi sau một khoảng thời gian dài á, thì nó trở nên gần gũi với con người chúng ta hơn, và nó có thêm nhiều cái màu sắc đẹp đẽ hơn để có thể là thu hút chúng ta. Và cuối cùng thì nó trở thành một cái loài pet, một loài thú cưng mới trong cuộc sống của chúng ta. Cái bé chuột mà trong video anh em đang thấy đây,
mình chỉ mới nhận nuôi nó tầm 1 đến 2 ngày gần đây thôi. Những cái ngày đầu tiên anh em nó nhát đến nỗi mà mình đụng vào không cho luôn kìa. Thì đến hôm nay nó đã dạng người hơn một tí. Nó đã chịu nằm trên tay của mình rồi. Nhưng có điều là do ít được ra bên ngoài để mà chơi nhiều á, nên khi mình bắt nó ra ngoài nó hơi là nhoi. Nãy giờ mình dựng cái điện thoại mình đang mình quay phim cho anh em mà nó muốn nhào vô nó chụp cái điện thoại mình luôn anh em. Và cũng vì cái đặc tính mà thích cái tìm tòi học hỏi này, cho nên anh em chúng ta nên mình lưu ý một tí á, thì khi mà chúng ta bắt chuột của chúng ta mà đem ra ngoài chơi á, thì nhớ để ý những con vật khác ở xung quanh, đặc biệt là những con mèo với những con chó á. Thì ở đơn vị của mình có nuôi hai con chó, và hai con chó này phải gọi là sát thủ diệt chuột luôn. Thì đêm nào mình cũng thấy là nó tha một con chuột cống, một con chuột nhắt nằm ở đâu trong hốc trong hang nào mà nó thả ra, nó đem ra sân để hết trơn á. Thì chính vì thế cho nên lúc nào á mình đem ra mình chơi, mình cũng phải để ý hai con chó của mình. Vì khi mà anh em chúng ta nhận nuôi một cái sinh linh nào đó, dù là nhỏ nhất, thì chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm đối với bản thân của nó ha. À, và mình nhém tới mình quên một cái điều quan trọng đối với anh em á, là khi mà anh em chúng ta nhận nuôi những chú chuột như thế này á, thì chúng ta nên chuẩn bị cho nó một cái lót chuồng mà khử mùi nhiều nhất có thể. Bởi vì anh em ơi, nó đái khai cực kỳ luôn anh em ơi. Nani? Ai á mà làm biến dọn chuồng á nghe, hay là làm lâu ngày không chơi với bé á, thì thử đi. Thì 1-2 ngày đi rồi chúng ta hít một phát một là anh em đã thấy là cái cảm giác như là chúng bồng lai tiên cảnh nào đó đang đón chờ chúng ta vậy đó. Nó khai nó thúi lắm kìa. Thôi thì nói tóm gọn là như thế thôi ha. Thì anh em chúng ta nói ít thì hiểu nhiều thôi. Thì nhớ chúng ta nuôi con vật nào thì chúng ta cũng nên chuẩn bị cho nó một cái môi trường tốt nhất có thể. Thì anh em nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta chơi sang một tí. Anh em nào chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta tận dụng những cái gì mà rẻ nhất có thể, tiết kiệm nhất có thể. Khi nào chúng ta có đủ điều kiện hơn, chúng ta có nhiều cái thời gian và tiền bạc hơn, chúng ta có thể là đầu tư cho các bé nó một cái môi trường lý tưởng hơn. Thì nói chung á, là có sao thì anh em cứ chơi như vậy, miễn là chúng ta cung cấp cho các bé của chúng ta một cái môi trường sống tốt là được. Và bên cạnh đó thì trước khi nuôi những chú chuột này, chúng ta nên chuẩn bị là lót chuồng mà khử mùi nhiều nhất có thể để tránh chúng ta bị viêm màng mũi nha. Và video của mình đến đây cũng phải kết thúc thôi. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi suốt thời lượng video này. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và thành công cho công việc cũng như là cuộc sống này nha.